ngô có lẽ không còn xa lạ với nhiều người, chúng ta dùng chủ yếu để nấu nước uống giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, ít ai biết nó còn là thành phần trong nhiều bài thuốc chữa bệnh quan trọng. Đặc biệt, dầu ngô tươi có thể dùng chế biến món ăn rất ngon và hấp dẫn, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết này. Dầu ngô là gì? Đặc điểm sinh thái cây ngô. Ngô hay bắp là một cây lương thực và là một loại thuốc quý có tác dụng điều trị nhiều loại bệnh. Cây có đặc điểm nhận dạng như sau. Cây là một loại thực vật thân thảo, ngô cao khoảng 1,5 đến 2,5 mét. Thân cây có dạng đặc, dày. Có đốt, các đốt cách nhau từ 20 đến 30cm tương tự như thân tre. Lá ngô dài, to, méo, nhiều lông thô ráp, bản rộng. Khi cây trưởng thành, ở ngọn cây mọc ra một bông dài tụ lại, bông hoa có màu lục, đó chính là hoa đực. Hoa cái mọc ở lách lá và được bao bởi nhiều lá vác dạng vàng, tập hợp lại thành một bông to hình trụ. Ngô là loài cây thụ phấn phụ thuộc vào gió cho nên vòi nhụy của nó có dạng sợi, chụm lại thành từng chùm, có chiều dài lên tới 20cm, nhụy hoa có màu vàng, đầu nhụy có màu tím sẫm hoặc màu nâu. Bắp ngô có hình trụ, dài khoảng 20-25cm, nhiều hạt, hạt ngô nằm khít nhau xếp thành từ 10-20 dây hạt trong một bắp. Hạt ngô có nhiều sắc màu, tuy nhiên màu vàng và màu trắng là phổ biến nhất. Hạt ngô cứng, bóng sau khi chế biến thì có mùi thơm, vị ngọt. Thảo dược, dược liệu dâu ngô. Phần vòi nhụy hay còn gọi là dâu ngô được ứng dụng rất nhiều trong đông y và sản xuất dược liệu. Bên cạnh đó, hạt ngô cũng đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Nguồn gốc, phân bố. Cây ngô có nguồn gốc ở châu Mỹ, được canh tác ở cả miền núi và bình nguyên để lấy hạt làm lương thực, thức ăn cho con người và nguyên liệu cho ngành chăn nuôi. Ngày nay, ngô được trồng ở nhiều nơi trên thế giới, loài cây này được trồng với chủ yếu với mục đích để làm lương thực và chế biến dược liệu. Chế biến dược liệu. Phần vòi nhụy tức dâu ngô sau khi thu hái, đem phơi thật khô. Chỉ lấy những sợi dâu ngô màu nâu, vàng óng và mượt, loại bỏ những sợi màu nâu, đen. Bảo quản. Dâu ngô cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nơi ẩm ướt, côn trùng và nhiệt độ cao. Thành phần hóa học. Những thành phần có chứa trong dâu ngô như tinh dầu, đường, tannin, allantoin, tezo như timatezo và sitotezo, 4-5% chất khoáng giàu muối kali, 2,8% lipid. Bên trong 1 gam dâu ngô có chứa đến 1.600 đơn vị sinh lý vitamin C, vitamin K. Vị thuốc dâu ngô. Tính vị. Vị của dâu ngô ngọt thanh, tính bình có tác dụng bình can, lợi niệu, lợi đàm, tiêu thũng. Quy kinh. Dâu ngô quy vào thận, tâm, can, kinh phế. Tác dụng dược lý. Ngọc mễ tu chính là tên gọi trong đông y của dâu ngô. Ngọc mễ tu thường được sử dụng để điều trị cao huyết áp, giúp lợi tiểu, điều trị viêm bàng quang, viêm gan gây cản trở bài tiết túi mật, sỏi thận, viêm túi mật, viêm đau khớp, cao huyết áp, tiểu đường, thấp khớp. Bên cạnh đó, dâu ngô còn có công dụng cầm máu khi kết hợp với vitamin K. Cách sử dụng, liều lượng. Cách sử dụng. Đây là loại dược liệu dễ chế biến. Dâu ngô có thể dùng ở dạng pha, chế thành cao loãng hoặc sắc nước uống. Có thể dùng dâu ngô với liều lượng 10 đến 20 giờ mỗi ngày. Khi sử dụng có thể lấy 10 gam dâu ngô sơ chế sạch cho vào 200 đến 300ml nước đun và dùng trong ngày. Khi muốn chế thành cao loãng thì có thể bảo quản trong lọ uống ngày 2 đến 3 lần, mỗi lần 2 đến 3 thìa cà phê, trước bữa ăn là tốt nhất. Liều lượng sử dụng. Khuyến cáo liều lượng mỗi ngày rơi vào khoảng 30 đến 40 gram là lý tưởng nhất. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, rất mong quý vị ủng hộ kênh bằng cách like và subscribe. Nếu có ý kiến đóng góp, vui lòng comment dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.